Nga tuyên bố nắm rõ bí quyết đánh bại vũ khí phương Tây dành cho Ukraine, sẵn sàng chia sẻ cho đối tác kinh nghiệm đối phó, trong khi ông Biden tuyên bố Nga khó lòng có được chỗ đứng ở Ukraine. Bỏ ngoài tai cảnh báo từ Nga, Ukraine tích cực sử dụng UAV có tầm bắn 1.000 km, phá hủy nhiều mục tiêu của Nga. Không thể nhân nhượng, Nga vây siết tử huyệt Bokrovsk, nỗ lực tiến đánh Trasovya, thách thức lớn ập đến với Ukraine. Trong khi đó, phía EU bất ngờ có động thái khiến Nga phẫn nộ khi tuyên bố sẽ kéo dài lệnh trừng phạt với tài sản bị đóng băng của Moscow nhằm đảm bảo khoản vay G7 trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Tại Trung Đông, trước tình hình ngày càng căng thẳng, Ai Cập, Liên Hợp Quốc kêu gọi nhanh chóng đạt thỏa thuận ngừng bắn ở giải Gaza sớm nhất có thể Xin kính chào và cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình trên kênh YouTube Toàn cảnh 24 giờ. Vừa rồi là những nội dung chính sẽ có trong chương trình, ngay bây giờ là phần tin chi tiết. Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nga Alexander Fomin cho biết, các đối tác của Nga có thể hưởng lợi từ kinh nghiệm của Moscow trong việc đối phó với vũ khí phương Tây ở Ukraina. Các quốc gia phương Tây đã cung cấp một lượng lớn vũ khí cho Kiev, mặc dù được quảng cáo rầm rộ về uy lực, nhưng những vũ khí này cháy khá nhanh trên chiến trường mà không có cơ hội sửa chữa ông Fomin nói tại diễn đàn an ninh hương sơn ở bắc kinh rằng chúng tôi đã có bí quyết trong việc đánh bại nhiều hệ thống vũ khí phương tây và sử dụng các chiến thuật hiện đại chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm với các đối tác của mình thứ trưởng cho biết xung đột ở ukraine đã cho thấy sự thay đổi đáng kể trong chiến tranh hiện đại bao gồm cả việc sử dụng máy bay không người lái thông tin liên lạc và các biện pháp ứng phó điện tử ông tuyên bố vũ khí nga đã hoàn toàn khẳng định được hiệu quả trong môi trường chiến đấu Ông Fomin đưa ra tuyên bố trên trong bối cảnh phương Tây đã gửi cho Ukraine những loại tên lửa tầm xa như Atak MS và Storm Shadow Scarp. Cho đến nay, Kiev chỉ dùng những tên lửa này để chống lại lực lượng Nga ở bán đảo Crimea và vùng Donbass thuộc miền đông Ukraine. Tuy nhiên, tờ The New York Times dẫn lời các quan chức châu Âu cho rằng Tổng thống Mỹ Joe Biden dường như sắp cho phép Ukraine dùng tên lửa tầm xa do phương Tây cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga, miễn là không sử dụng ATACMS do Mỹ gửi. Anh cũng đã ra hiệu với Mỹ rằng London muốn cho Kyiv dùng Storm Shadow, Scad do anh và Pháp cùng phát triển để tấn công các mục tiêu quân sự trong lãnh thổ Nga, nhưng muốn có sự cho phép rõ ràng từ Tổng thống Biden nhằm thể hiện một chiến lược phối hợp với Mỹ và Pháp. Ở diễn biến khác, trong cuộc gặp Thủ tướng Anh Keir Starmer tại Nhà Trắng, Tổng thống Mỹ Joe Biden vừa nói rằng Nga sẽ không thắng thế trong cuộc xung đột với Ukraina nhà lãnh đạo Mỹ gạt bỏ lời đe dọa của Tổng thống Putin rằng phương Tây sẽ xung đột trực diện với Nga nếu đồng ý để Ukraine dùng vũ khí tầm xa tấn công sâu hơn vào đất Nga. Ukraine là chủ đề chính trong cuộc gặp mặt giữa Tổng thống Biden và Thủ tướng Stammer sau khi Ngoại trưởng hai nước cùng đến thăm Kiev trong tuần này. Hai quan chức Mỹ nắm được tình hình cho biết Thủ tướng Stammer đang vận động Tổng thống Biden cho phép Ukraine sử dụng tên lửa Storm Shadow của Anh để mở rộng tấn công vào Nga. Sự chấp thuận của ông Biden là cần thiết vì nhiều bộ phận của Storm Shadow được sản xuất tại Mỹ. Thủ tướng Stammer cho biết việc bàn bạc sẽ tiếp tục khi các nhà lãnh đạo thế giới đến dự kỳ họp thường niên của Đại hội đồng Liên Hợp Quốc trong tháng này. Cầu Crimea đã xuống cấp về mặt kết cấu sau các cuộc tấn công của các lực lượng vũ trang Ukraine. Cầu Crimea đóng vai trò là tuyến đường cung cấp quan trọng cho lực lượng Nga và là tuyến đường bộ duy nhất nối Nga với bán đảo Crimea. Cây cầu nói trên được hoàn thành vào năm 2018 4 năm sau khi Nga sắp nhập bán đảo Crimea từ Ukraine. Mới đây, Ukrainska Pravda dẫn thông tin từ Tổ chức Trung tâm Báo chí Điều tra của Anh cho biết Nga đang lắp đặt hàng rào kim loại gần cầu Kerch ở Crimea để bảo vệ các trụ cầu bê tông khỏi các cuộc tấn công của xuồng cảm tử và tàu lặn cảm tử của Ukraine. Chiều dài của những hàng rào này hiện là khoảng 600 mét. Ngoài ra, tổ chức trên cho hay, Nga dường như đã triển khai các khối bê tông và các cấu trúc kim loại giống như răng rồng được hàn lại với nhau tại khu vực vùng biển gần cây cầu. Các hệ thống phòng không của Nga đã được phát hiện ở phía nam đảo Tusla, bao gồm hệ thống phòng không tự hành Panzer S1 được triển khai dưới cầu. Ngoài ra, ở phía bên kia của hòn đảo, Nga dường như triển khai một dãy các tấm phản xạ góc cạnh giúp tăng cường hoạt động của các hệ thống tác chiến điện tử của Nga. Các khối tứ diện kim loại này có khả năng đóng vai trò là mồi nhử cho tên lửa và vũ khí không người lái của Ukraine. Nga đồng thời triển khai khoảng 10 trạm quan sát, súng máy và vị trí phòng không dọc theo bờ phía nam của cầu Kerch và chúng được phủ lưới ngụy trang Kể từ khi xung đột Ukraine bùng nổ vào năm 2022, Nga cáo buộc Tổng cục Tình báo Quân đội Ukraine GUR đã hai lần tiến hành tập kích cầu Crimea, nhưng chỉ phá hủy được một làn đường và Moscow sau đó đã nhanh chóng khắc phục để nối lại lưu thông. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky từng nói với truyền thông Đức rằng việc phá hủy cầu Crimea là điều mà chúng tôi rất mong muốn, khẳng định đây là mục tiêu quân sự hợp pháp. Phía Ukraine nhận định vũ khí của phương Tây sẽ giúp nước này đánh sập cầu Crimea nhanh hơn xung đột Nga-Ukraine ngày qua tiếp tục căng thẳng trên nhiều mặt trận. Trong đó, chiến trường miền đông Ukraine vẫn là tâm điểm giao tranh. Theo Bộ Quốc phòng Nga, từ ngày 7 đến ngày 13 tháng 9, các lực lượng Nga đã thực hiện 39 cuộc tấn công phối hợp bằng vũ khí dẫn đường chính xác và UAV tấn công nhắm vào Ukraine. Các đơn vị phòng không đã bắn hạ tên lửa chiến thuật lục quân Atak MS do Mỹ sản xuất, 30 quả bom dẫn đường Hammer do Pháp sản xuất, lượng lớn rocket của các hệ thống phá phản lực cơ động cao HIMARS và 433 UAV của đối phương. Các đòn tấn công của Nga đã phá hủy hàng loạt mục tiêu sau, các cơ sở dầu mỏ và năng lượng được sử dụng cho ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine, cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân Ukraine, xưởng sản xuất thuốc súng và linh kiện tên lửa, khu vực lắp ráp UAV, kho vũ khí đạn dược và hậu cần, cụm nhân lực Ukraine và các căn cứ đồn trú của lính đánh thuê nước ngoài. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga tiếp tục tiến vào hàng phòng ngự của đối phương, gây thiệt hại đáng kể cho năm lữ đoàn cơ giới một lữ đoàn xung kích, một lữ đoàn di động, ba lữ đoàn phòng thủ lãnh thổ và một lữ đoàn tác chiến đặc biệt Azov của Ukraine. Nhóm này còn đẩy lùi 17 cuộc phản công do các đơn vị xung kích của Ukraine tiến hành trong tuần qua. Tổn thất của Ukraine lên tới hơn 3.620 binh sĩ thương vong, 2 xe tăng, 13 xe chiến đấu bọc thép, trong đó có một xe chiến đấu bộ binh Bradley, 4 xe bọc thép chở quân M113 do Mỹ sản xuất và 44 xe cơ giới quân sự. Nhóm tác chiến trung tâm của Nga tuyên bố đã giành quyền kiểm soát các khu định cư Novogorodovka Kalinovo, Memrik, Galitsinovka và Dolinoka thuộc Cộng hòa Nhân dân Donetsk tự xưng. Nhóm này loại 3.670 binh sĩ Ukraine khỏi vòng chiến, phá hủy 2 xe tăng, 23 xe chiến đấu bọc thép, 22 xe cơ giới và 42 pháo dã chiến. Nhóm tác chiến Donetsk của Nga trong tuần qua gây thương vong 490 binh sĩ Ukraine. Nhóm này còn phá hủy 2 xe chiến đấu bọc thép, 50 xe cơ giới, hai hệ thống pháo phản lực bắn loạt và 9 khẩu pháo dã chiến. Trong khi nhóm tác chiến phía Nam gây khoảng 4.840 thương vong cho các đơn vị Ukraine trong tuần qua. Nhóm này cũng phá hủy loạt khí tài hạng nặng của Kiev, gồm 9 xe chiến đấu bọc thép, 81 xe cơ giới và 59 khẩu pháo dã chiến. Nhóm tác chiến phía đông giành được các vị trí chiến đấu thuận lợi hơn và gây thương vong cho khoảng 820 binh sĩ Ukraine trong tuần qua. Riêng ngày 13 tháng 9, nhóm tác chiến phía bắc đã gây thiệt hại cho hơn 20 lữ đoàn Ukraine, chẳng hạn như các lữ đoàn cơ giới số 22 và 44, các lữ đoàn tấn công đường không số 82 và 95 tại Kursk. Trong ngày qua, phía Ukraine chịu tới hơn 370 binh sĩ thương vong cùng nhiều tổn thất lớn về khí tài quân sự. Tổng cộng, 7 nhóm tác chiến của Nga hạ 14.000 lính Ukraine trong tuần qua. Trước hàng loạt đòn tấn công của Nga, Kiev đã nhiều lần kêu gọi Mỹ và phương Tây cho phép dùng vũ khí tầm xa để tấn công các mục tiêu sâu hơn ở Nga, đặc biệt là khi quân đội Nga di chuyển vũ khí có giá trị cao, ví dụ như máy bay quân sự và các trung tâm chỉ huy ra xa tiền tuyến. Ukraine muốn sử dụng vũ khí do phương Tây viện trợ một cách linh hoạt hơn nhằm tấn công các sân bay và mục tiêu quân sự của Nga nằm cách xa tiền tuyến. Tuy nhiên mới đây, Washington khẳng định chưa thay đổi quan điểm cấm Kiev dùng vũ khí tầm xa của Mỹ để tấn công mục tiêu nằm sâu trong lãnh thổ Nga. Người phát ngôn Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng John Kirby thông báo chưa có thay đổi nào trong quan điểm của chúng tôi về cung cấp năng lực tấn công tầm xa để Ukraine sử dụng trong lãnh thổ Nga. Đừng kỳ vọng có thông báo quan trọng nào về vấn đề này. Phát ngôn viên Kirby nhấn mạnh, Nhà Trắng quan tâm nghiêm túc đến cảnh báo của Tổng thống Nga Putin về kịch bản phương Tây gỡ bỏ rào cản vũ khí cho Ukraine, dù cho rằng đây không phải là quan điểm mới. Các lực lượng Nga đang nhắm vào trung tâm hậu cần của Ukraine là Pokrovsk và cố gắng chiếm thành phố Chachovia nằm trên các ngọn đồi cao cách Bakhmut, thành phố mà lực lượng Nga kiểm soát cách đây một năm, khoảng 20 km về phía Tây. Nếu chiếm được hai thành phố này, Nga có thể kiểm soát toàn bộ khu vực Donetsk ở phía Đông. Nga đã liên tục tiến về Pokrovsk. Quân đội nước này chỉ còn cách thành phố vài km. Pokrovsk có diện tích lớn hơn Adipka, thành phố lớn của Ukraine đã bị thất thủ. Kiev đang chiến đấu để giành lại thành phố này, mặc dù bị áp đảo về hỏa lực và quân số. Trong mùa hè này, cả Nga và Ukraine đã dành nhiều nguồn lực quân sự để chiếm giữ các phần lãnh thổ của đối phương. Chiến dịch đột kích của Ukraine và lãnh thổ Nga đã khiến Moscow bất ngờ, trong khi giúp Kiev có thêm ưu thế trong các cuộc đàm phán tương lai. Nhưng trên các chiến trường chính ở phía đông Ukraine, Nga vẫn chiếm ưu thế. Ở đó, Nga đang nhắm tới hai mục tiêu chính sẽ mang lại cho lực lượng của họ lợi thế đáng kể là Pokrovsk, một trung tâm hậu cần cho lực lượng Ukraine ở phía đông, và Chashovya, một cao điểm trong khu vực. Nga cũng đã nối lại các cuộc tấn công vào các thành phố Torsk, Kurakhove và Vuleda nhằm tận dụng kẽ hở trong tuyến phòng thủ mỏng manh của Ukraine. Cả hai bên đều đang nỗ lực giành ưu thế trước tháng 11 năm 2024 khi thời tiết trở lạnh và mưa tuyết khiến các tuyến đường trở nên khó đi lại hơn. Đây cũng là thời điểm Mỹ, quốc gia hậu thuẫn quan trọng nhất đối với Ukraine sẽ bước vào cuộc bầu cử tổng thống. Cuộc tiến công lớn nhất của Nga vào mùa hè này là vào thành phố Pokrovsk, một trung tâm hậu cần quan trọng đối với lực lượng Ukraine ở phía đông. Quân đội Ukraine cho biết nỗ lực phòng thủ của họ đã bị cản trở do không đủ đạn pháo và thiếu binh sĩ si có năng lực chiến đấu tốt. Tuy nhiên, họ đã khiến quân đội Nga phải trả giá đắt cho những bước tiến mà Moscow đạt được bằng cách liên tục điều động các nhóm bộ binh nhỏ tấn công. Ngoài Pokrovsk, Chajkovskaya cũng là một thành phố chiến lược quan trọng mà Nga muốn kiểm soát. Sau khi chiếm được Bakhmut vào năm 2023 sau những cuộc giao tranh ác liệt kéo dài, Nga ngay lập tức để mắt đến Chachovya. Nếu thiết lập được những vị trí trên cao tại thành phố này, Nga sẽ dễ dàng nhắm mục tiêu vào các đơn vị và vị trí quân sự của Ukraine bằng các cuộc tấn công bằng pháo binh và máy bay không người lái. Ngoài ra, Nga cũng đang chiến đấu để giành thành phố Toresk, nằm ở dưới phía tây của một dãy núi. Trong nhiều tháng qua, quân đội Nga đã phải nỗ lực rất nhiều để vượt qua một con kênh chạy dọc theo sườn phía tây của Chachovya. Ukraine đã điều động bộ binh án ngữ trong các tòa nhà ở phía bờ tây của kênh đào nhưng các đơn vị của Nga đã đột kích qua kênh đào vào tháng 8 năm 2024, khiến lực lượng Ukraine bị đe dọa. Nga cũng thiết lập các vị trí để sử dụng máy bay không người lái mang chất nổ, tấn công các phương tiện của Ukraine tiến vào thành phố, khiến Kiev gặp nhiều khó khăn khi muốn đưa quân tiếp tế vào bên trong. Anatoliy Even, giám đốc chương trình Á-Âu tại Viện Quincy, trụ sở Washington Mỹ cho rằng, dù Ukraine đang đạt được một số bước tiến trong chiến dịch tấn công Kursk, cán cân lợi thế vẫn nghiêng về phía Nga ở chiến trường miền Đông ông Anatolia Ven lưu ý, một trong những mục tiêu chính của chiến dịch là buộc Nga rút bớt quân khỏi miền đông Ukraine, nơi họ đang tấn công dữ dội, và điều này dường như chưa xảy ra. Trong khi đó, có những báo cáo cho rằng Ukraine có thể đã chuyển hướng nhiều lực lượng tinh nhuệ ra khỏi tiền tuyến phía đông đến chiến đấu tại Kursk. Đây sẽ là một sai lầm khá nghiêm trọng. Giáo sư Gramejil của Đại học Sydney, một chuyên gia về chính trị Nga cho rằng chiến dịch của Ukraine tấn công Kursk khó có khả năng bền vững. Nếu Nga phản công một cách mạnh mẽ và quyết liệt, Ukraine sẽ gặp nhiều thách thức khi muốn bắt kịp quân số, số lượng máy bay không người lái và pháo binh của Nga. Ông Jill nhấn mạnh, quân đội Nga vẫn đông hơn và mạnh hơn Ukraine. Khi Nga dốc toàn lực thể hiện sức mạnh này, Ukraine sẽ không thể duy trì chiến dịch tấn công lãnh thổ Nga. Trong ngày qua, lực lượng mặt đất của Nga được hỗ trợ bởi pháo binh và không quân đã đẩy lùi 3 cuộc tấn công của Ukraine gần các khu định cư Mikhailovka, Chekaskaya Konopenka và Deschiatoye Oktyabria, quân đội Kiev cố gắng tiến về các làng Malaya Lugnia, Korenevo, Kremianoye và Martinovka nhưng cũng bị đẩy lùi, tuyên bố cho biết thêm. Bộ Quốc phòng Nga nhấn mạnh, các hoạt động trinh sát và tìm kiếm trong các khu vực rừng rậm để truy tìm và loại bỏ các nhóm phá hoại của đối phương đang cố gắng tấn công sâu hơn vào lãnh thổ Nga vẫn đang tiếp diễn. Theo tuyên bố, quân đội, pháo binh và không quân Nga đã tấn công dữ dội vào các vị trí của Ukraine tại hơn một chục địa điểm ở tỉnh Kursk. Các cuộc không kích và tên lửa cũng đã được thực hiện nhằm vào các khu tập trung quân sự và lính quân sự tư nhân nước ngoài tại tỉnh Sumy của Ukraine, nơi giáp danh với Nga. Bên cạnh đó, nhà khoa học chính trị Nga Vadim Mingalev đã chỉ ra sự tổn thất nhanh chóng lực lượng tinh nhuệ nhất của Ukraine ở vùng Kursk. Chuyên gia trên cho biết, khu vực Kursk giống như một cái bẫy đối với lực lượng vũ trang tinh nhuệ nhất của Ukraine. Theo Mingalev, không chỉ có các lữ đoàn đổ bộ đường không tấn công số 80 và 82 được đưa đến đó, mà còn có lực lượng đặc nhiệm của Tổng cục Tình báo, lực lượng đặc nhiệm của cơ quan an ninh Ukraine và tất nhiên là cả lực lượng lính quân sự tư nhân tinh nhuệ nhất cũng có mặt. Chuyên gia cho biết đây là những lực lượng nghiêm túc được chuẩn bị tốt nhất. Tuy nhiên, họ đã bị rút khỏi mọi mặt trận, gồm Donbass từ hướng Zaporizhia, từ hướng Kherson. Ông Mingalev lưu ý hiện tại Kiev buộc phải bịt lỗ hỏng ở nhiều khu vực bằng lực lượng được huy động, những người được đào tạo kém. Điều này sẽ dẫn đến những tổn thất to lớn trong lực lượng vũ trang Ukraine. AFU. Chuyên gia cho rằng Ukraine vẫn còn đủ lực lượng dự bị, nhưng lực lượng này sẽ không đủ cho toàn bộ chiều dài của mặt trận. Liên quan đến tổn thất của Ukraine ở tỉnh Kursk, Thiếu tướng Apti Elodinov, chỉ huy lực lượng đặc biệt Akhmat, Phó trưởng ban quân sự chính trị của Bộ Quốc phòng Nga trước đó cho biết, phía Ukraine đã giúp các lính quân sự tư nhân nước ngoài khỏi khu vực Kursk do họ đã hứng chịu những tổn thất nặng nề. Các cuộc giao tranh tại Kursk đang diễn ra ác liệt sau khi Nga phát động cuộc phản công nhằm đẩy lùi quân đội Ukraine. Trang tin avia.pro đưa tin sau các đòn áp đảo ban đầu của Nga, Ukraine đang củng cố lực lượng và tích cực chống trả, làm chậm tốc độ tiến công của Moscow. Avia.pro dẫn một nguồn thạo tin cho hay Ukraine đang huy động thêm lực lượng dự bị cho chiến dịch tấn công ở vùng biên giới Kursk của Nga. Theo nguồn tin, các cuộc tấn công hiện nay của Ukraine chủ yếu tập trung vào quận Gluskovsky. Quân đội Ukraina tìm cách tấn công từ hai hướng, từ làng Noviput và làng Medvizi. Ukraina dường như đã huy động các đơn vị xung kích tinh nhuệ từ khu vực biên giới Sumy của nước này để tấn công quân đội Nga ở Gluskovo thuộc Gluskovsky, Kursk. Mục tiêu của Ukraina là tiến công đến nhà ga Gluskovo, từ đó bao vây chiến thuật các đơn vị của Nga, đẩy họ về vị trí trước kia khi Ukraine kiểm soát 1.300 km vuông lãnh thổ Kursk. Tuy nhiên, bất chấp những nỗ lực của Ukraine, tiên tuyến ở khu vực này vẫn nằm dưới sự kiểm soát của quân đội Nga. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua cũng cho biết lực lượng nước này đạt được đà tiến ở Kursk, giành lại 10 khu định cư từ tay Ukraine. Trong những ngày trước cuộc phản công này, CNN đã trao đổi với 14 binh sĩ Ukraine từ 5 đơn vị khác nhau được triển khai đến Kursk như một phần của cuộc đột kích. Bốn người bị thương trong chiến dịch và hiện đang hồi phục tại các bệnh viện ở Ukraine, trong khi 10 người còn lại vẫn đang thực hiện nhiệm vụ ở Nga. Họ bao gồm lính bộ binh, thành viên của một đơn vị máy bay không người lái, tài xế xe bọc thép và công binh, hoặc kỹ sư chiến đấu tiền tuyến. Tất cả 14 người đều nói rằng cuộc tấn công nhằm vào Kursk là một hoạt động tác chiến khó khăn với tỷ lệ thương vong ngang bằng với các khu vực khác của tiền tuyến. Cuộc tấn công Kursk đã không giúp Ukraine bao vây hoặc xóa sổ một số lượng lớn đơn vị chiến đấu của Nga. Thay vào đó, Kiev đang mất đi nhiều binh sĩ, vũ khí và bị suy giảm khả năng chống đỡ ở những mặt trận khác. Còn Nga đang tranh thủ cơ hội đạt được những bước tiến lớn ở Donbass. Một binh sĩ nói rằng, Nga đang gửi rất nhiều binh sĩ và pháo binh đến Kursk. Chúng tôi có rất nhiều người đã thiệt mạng, chúng tôi có rất nhiều người đã thiệt mạng và chúng tôi có rất nhiều thiết bị bị phá hủy. Giới chức Ukraine cho biết, Moscow đã gửi khoảng 30.000 binh sĩ vào khu vực Kursk hai sĩ quan hiểu biết về tình hình cho biết lực lượng tăng viện này dường như bao gồm những thành viên từ công ty quân sự tư nhân Wagner đã được tái triển khai từ Tây Phi. Kể từ khi Nga triển khai kế hoạch quân sự nhằm vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, quân đội Nga thường xuyên sử dụng vũ khí tầm xa do Nga sản xuất để bắn phá các mục tiêu tại Ukraine. Trong khi đó, lực lượng Ukraine về cơ bản vẫn chưa thể đáp trả bằng vũ khí tầm xa do Ukraine tự chế. Thêm nữa, những tên lửa phương Tây viện trợ cho Ukraine có giới hạn về tầm bắn và mức độ triển khai liên quan đến lãnh thổ Nga. Để cải thiện năng lực phòng thủ và giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung vũ khí từ bên ngoài, Ukraine đang nỗ lực tiến hành chương trình tên lửa của riêng mình. Serhiy Zagures, Tổng Giám đốc hãng truyền thông Ukraine Defense Express, nói với Đài Đức DVK rằng Ukraine đã đạt được một số thành tựu trong chương trình tên lửa của mình những năm gần đây. Ông nói, ví dụ, loạt vũ khí chống tăng như Stugna và Corsair đang được sản xuất hàng loạt, hay như tên lửa chống hạm R360 Neptune. Sản phẩm này do công ty cục thiết kế Kiev Lux phát triển đã phục vụ trong lực lượng vũ trang Ukraine từ năm 2020, tương tự như hệ thống tên lửa ven biển RK-360MC được thiết kế để phát hiện và phá hủy các tàu đối phương thuộc các lớp tàu khác nhau. Một quả tên lửa Neptune mang đầu đạn 150 kg và có tầm bắn lên tới 300 km. Năm 2023, Rộ lên thông tin các nhà thiết kế Ukraine đã chỉnh sửa tên lửa Neptune thành phiên bản có khả năng đánh trúng cả chiến hạm lẫn mục tiêu trên bộ. Một đại diện của Bộ Quốc phòng Ukraine nói với trang quốc phòng Ozone của Mỹ rằng vũ khí mới này có hệ thống dẫn đường mới nhưng vẫn được phóng từ cùng loại bệ phóng dùng cho phiên bản săn hạm. Quan chức này tiết lộ thêm rằng tên lửa Neptune chỉnh sửa có tầm bắn khoảng 400 km và một đầu đạn 350 kg nặng gấp hơn 2 lần phiên bản săn hạm. Theo thông tin từ truyền thông Ukraine cũng đã triển khai hệ thống tên lửa phòng không S-200 để tập kích sâu vào lãnh thổ Nga năm ngoái, năm 2023. Các tên lửa này đã được chỉnh sửa để có thể tấn công các mục tiêu trên bộ. Kiev chưa chính thức xác nhận điều này, nhưng một đại diện của chính phủ Ukraine có nói với kênh BBC Ukraine rằng công việc đó đang diễn ra. Trong hoàn cảnh hiện nay, chúng tôi phải tìm ra lối thoát. Chúng tôi đã tìm thấy giải pháp với S-200 và dường như giải pháp này vận hành trơn tru cho tới nay. Bên cạnh đó, Quân đội Ukraine cũng tận dụng các UAV trinh sát TU-141 Strix đã được hiện đại hóa. Những UAV này có động cơ turbo với tốc độ có thể lên tới khoảng 1.000 km h giúp chúng lao nhanh như những quả đạn. Theo cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine, những UAV này đã gây hư hỏng cho các máy bay ném bom tầm xa TU-95 ở Angel vào năm 2023. Cuối tháng 8 năm 2024, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ca tụng vụ thử thành công tên lửa đạn đạo đầu tiên do Ukraine tự phát triển. Ông nhấn mạnh, Ukraine cuối cùng cần phải đạt được mức độ độc lập cao nhất về quốc phòng. Tuy nhiên, ông không nói rõ đó là loại tên lửa gì. Trước đó, người ta có biết ngành công nghiệp quốc phòng Ukraine phát triển một tên lửa đạn đạo kể từ năm 2006. Đây là tên lửa tầm ngắn mang tên Sapsan với phần thân có đường kính 0,9m và tầm bắn là 500km. Tên lửa này còn được biết đến với cái tên xuất khẩu là Hrim-2. Ukraine được cho là đã sản xuất Hrim-2 đường kính 0,6m với tầm bắn 280km để xuất khẩu sang Ả Rập Xê Út. Từ khi nổ ra xung đột vũ trang với Nga, Ukraine không còn bình luận công khai về việc phát triển sắp sàn, mặc dù Nga thường xuyên tuyên bố đã bắn hạ những quả hư 2 của Ukraine. Frank Ledwich, nhà phân tích quân sự Anh, đồng thời là cựu sự quan tình báo quân đội Anh, nói với DVK, Ukraine chắc chắn có khả năng sản xuất đủ lượng rocket cần thiết cho cuộc đối đầu vũ trang với Nga. Quý vị không thể đánh giá thấp Ukraine về khía cạnh công nghệ này. Trước xung đột, họ đã chắc chắn nằm trong top 10 cường quốc không gian hàng đầu của thế giới bởi vì họ có kiến thức chuyên môn về chế tạo tên lửa và những thứ tương tự. Để minh họa, có thể nêu một loạt rocket yêu thích của tỷ phú Elon Musk là Zenith được chế tạo tại Ukraine. Cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho hay, Kiev đã phá hủy nhiều mục tiêu ở Nga bằng các loại máy bay không người lái UAV mà đặc biệt là UAV Bober. ABC Ukraine dẫn lời cơ quan tình báo quốc phòng Ukraine cho biết, máy bay A-50, tiêm kích Su-57 và cả radar Voronezh. Điểm chung của chúng là đều bị UAV Bobber tấn công. Cũng theo cơ quan này, UAV cảm tử UZ-26 Bobber đã được các binh sĩ thuộc cơ quan tình báo Ukraine sử dụng để tấn công nhiều mục tiêu ở Nga trong hơn một năm qua. Bobber hay còn gọi là BAV là UAV tầm xa có phạm vi hoạt động khoảng 1.000 km và tải trọng là 20 kg. UAV Bobber được thiết kế để thực hiện nhiều nhiệm vụ quân sự khác nhau, như tấn công các mục tiêu quan trọng phía sau phòng tuyến của đối phương, trinh sát, chỉ điểm cho hỏa lực pháo binh và tập kích các mục tiêu trên mặt đất. Bomber là một phần của thế hệ UAV mới do Ukraine phát triển nhằm tăng cường năng lực đối phó với quân đội Nga trong quá trình xung đột. Kể từ khi xung đột Nga-Ukraine bùng nổ, UAV đã chứng minh là vũ khí quan trọng được hai bên sử dụng ngày càng nhiều. Trong đó, Kiev đã tăng tốc triển khai các cuộc tấn công bằng UAV sau cuộc phản công thất bại vào mùa hè năm 2023 để chống lại các cuộc tấn công từ UAV của đối phương. Nga cũng đã sớm phát triển Stupor, một hệ thống toàn diện chống máy bay không người lái, có khả năng phát hiện và ngăn chặn UAV theo nhiều cách cùng một lúc. Ông Vladislav Kustarev, giám đốc công ty phát triển LLC Stupor cho biết, hệ thống Stupor dựa trên các hệ thống phát triển cảnh báo bổ sung, chẳng hạn như trạm radar, máy quét tần số vô tuyến, trạm phát hiện UAV bằng quang học và thiết bị đối phó UAV. Ông Kustarev giải thích rằng, các nhà phát triển Stupor đã kết hợp các thiết bị hoạt động theo các nguyên tắc khác nhau vào hệ thống này với sự hỗ trợ từ phần mềm của riêng họ, giúp đạt được độ tin cậy cao hơn và giảm thiểu cảnh báo sai. Phần mềm sử dụng trí tuệ nhân tạo cho phép Stupor hoạt động mà không cần sự trợ giúp của nhà cung cấp hệ thống. Dữ liệu từ hệ thống có thể được tải trực tiếp về điện thoại. Ngoài ra, Stupor có khả năng tích hợp các thiết bị của các nhà sản xuất khác vào hệ thống. Ông Kustarev lưu ý rằng, việc sử dụng các hệ thống này ở thời điểm hiện tại là phù hợp bởi trên thực tế, Ukraine tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV và không phải lúc nào cũng nên đối phó với chúng bằng hệ thống phòng không. Tiếp đó, Nga còn tiếp tục phát triển thành công hệ thống chống UAV Rad. Rad là hệ thống di động đa năng chống máy bay không người lái UAV chuyên dụng, có thể hoạt động trong mọi điều kiện chiến đấu, kể cả khi di chuyển trên địa hình gồ ghề. Hệ thống này do công ty Rus Electronic thuộc tập đoàn Rostec của Nga phát triển, được thiết kế để bảo vệ các mục tiêu quan trọng, cả cố định và di động trước sự xâm nhập trái phép của UAV. Theo nhà sản xuất, tổ hợp RAT có thể phát hiện UAV ở khoảng cách lên tới 4 km, thực hiện chế áp mục tiêu UAV trong bán kính khoảng 1,5 km bằng cách chặn các kênh liên lạc và định vị vệ tinh của UAV hoặc phá hủy chúng bằng cách sử dụng bức xạ laser định hướng hay pháo tự động 30mm. Hãng thông tấn TASS đưa tin trong kho vũ khí của Ukraine, số lượng tên lửa tầm xa Storm Shadow tương đối thấp, Nguyên nhân là do Ukraine đã sử dụng nhiều tên lửa trong các cuộc tấn công trên không trước đây nhắm vào bán đảo Crimea. Trong vài tháng qua, việc liệu Ukraine có được phép sử dụng tên lửa do Anh cung cấp để tấn công sâu vào lãnh thổ Nga hay không đã gây tranh cãi. Bloomberg đưa tin Thủ tướng Anh Keir Starmer công nhận quyền của Ukraine trong việc sử dụng Storm Shadow để tấn công vào lãnh thổ nước Nga. Sau đó, các quan chức quốc phòng nước này phủ nhận những phát biểu của ông Keir Starmer. Tờ Daily Telegraph thông tin thêm Bộ Chỉ huy quân sự của Anh coi những tuyên bố này là không phù hợp đồng thời họ chỉ ra rằng Thủ tướng Kay Stammer đã đi quá xa khi thừa nhận điều đó trước công chúng. Storm Shadow Scarp là tên lửa hành trình tầm xa phóng từ trên không do Pháp và Anh phát triển. Tên lửa được thiết kế để nhắm mục tiêu vào cơ sở hạ tầng có giá trị cao bao gồm căn cứ không quân, hệ thống radar, trung tâm liên lạc và các tài sản chiến lược khác. Theo thông tin từ nhà sản xuất Tên lửa có chiều dài khoảng 5,1 mét, sải cánh khoảng 3 mét với tổng trọng lượng khoảng 1.300 kg, mang đầu nổ đa chức năng 450 kg. Storm Shadow được trang bị động cơ phản lực cung cấp tốc độ tối đa lên tới 1.000 km/h. Tùy vào từng biến thể, tên lửa có tầm bắn từ 250 đến 560 km. Trước đó, trung tướng Andrei Semenov, người đứng đầu lực lượng phòng không và tên lửa Nga tiết lộ, tên lửa hành trình Storm Shadow, Scap có thể tiếp cận mục tiêu một cách bí mật bằng cách sử dụng hệ thống hiệu chỉnh dẫn đường thông qua vệ tinh Mỹ. Nga từng thu một số bộ phận của Storm Shadow hồi năm ngoái sau khi đánh chặn. Theo các chuyên gia quân sự, việc Nga thu được quả đạn Storm Shadow còn nguyên vẹn khi đó đã giúp họ tìm hiểu rõ hơn tính năng kỹ thuật của mẫu tên lửa hành trình có tầm bắn xa nhất mà Ukraine được chuyển giao. Tên lửa Storm Shadow có khả năng tàng hình, đặc biệt là ở mặt nước, nhằm ẩn mình trước các hệ thống phòng không Việc xem xét vật liệu chế tạo và nguyên lý thiết kế từ quả đạn thu được có thể giúp Nga xác định mức độ phản xạ radar cụ thể của tên lửa, từ đó xây dựng phương án phòng thủ. Quân đội Nga công bố một đoạn video về cuộc tập trận bắn đạn thật, trong đó hạm đội Phương Bắc triển khai khinh hạm Đô đốc Kasatonov và Đô đốc Golovko thuộc dự án 22350. Các khinh hạm bắn pháo A192M 130mm vào mục tiêu mô phỏng ở khoảng cách lên tới 10 km đồng thời triển khai các biện pháp phòng không. Khinh hạm đô đốc Kasatonov được chế tạo với công nghệ tàng hình, khiến radar đối phương không thể nhận diện được ở vùng biển xa. Con tàu này sẽ hoạt động ở hạm đội phương Bắc, bên cạnh khinh hạm đô đốc Goskov. Khinh hạm đô đốc Kasatonov thuộc dự án 22350 được thiết kế để thực hiện một loạt các nhiệm vụ như tác chiến chống tàu ngầm và nhiệm vụ hộ tống, đồng thời đóng vai trò là nền tảng tấn công tầm xa. Trong khi đó, khinh hạm đô đốc Golokko sử dụng hệ thống tên lửa hành trình Calibre hoặc tên lửa Onyx làm vũ khí tấn công cơ bản. Khinh hạm này có thể thực hiện nhiều chức năng khác nhau, từ tấn công tầm xa cho tới tác chiến chống ngầm. Bộ Quốc phòng Nga vừa qua thông báo, Hải quân nước này bắt đầu cuộc tập trận tham mưu và chỉ huy mang tên Ocean 2024. Thông báo cho biết, các đơn vị thuộc Hải quân, theo kế hoạch huấn luyện của quân đội Nga, bắt đầu tham gia cuộc tập trận tham mưu chỉ huy Ocean 2024 kéo dài đến hết ngày 16 tháng 9. Cuộc tập trận là một trong những hoạt động chủ yếu trong việc huấn luyện tác chiến và chiến đấu của quân đội Nga trong năm 2024. Thông báo cũng cho biết, hơn 400 tàu chiến, tàu hậu cần và tàu ngầm, 120 máy bay và máy bay trực thăng thuộc Hải quân và lực lượng không quân vũ trụ, khoảng 7.000 đơn vị vũ khí và kỹ thuật quân sự, cùng hơn 90.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận diễn ra trên các vùng biển thuộc Thái Bình Dương, Bắc Băng Dương, Địa Trung Hải, Biển Caspi và Biển Baltic. Tham gia cuộc tập trận còn có các nhóm tác chiến thuộc các bộ sức mạnh và cơ quan liên bang khác như Bộ Nội vụ, Bộ Tình trạng Khẩn cấp, Cơ quan An ninh Liên bang, Lực lượng Vệ binh Quốc gia và Cơ quan Bảo vệ Liên bang Nga. Ngoài ra, còn có các nhóm tác chiến, các cơ quan chỉ huy quân sự và các đơn vị quân đội từ các nước đối tác của Liên bang Nga cũng được mời tham gia cuộc tập trận. Theo thông báo, các nhiệm vụ cơ bản của cuộc tập trận tham mưu chỉ huy chiến lược mang tên Ocean 2024 là kiểm tra tình trạng sẵn sàng của các bộ chỉ huy của các nhóm quân của Hải quân Nga trong việc chỉ huy các nhóm quân khác nhau trong khu vực trách nhiệm giải quyết các nhiệm vụ tác chiến không dập khuôn, sử dụng tổng hợp vũ khí chính xác cao, các mẫu vũ khí hiện đại và tương lai, kỹ thuật quân sự trong quá trình thực hiện tập trận cũng như mở rộng hợp đồng với lực lượng hải quân các nước đối tác trong việc giải quyết các nhiệm vụ chung trên biển. Tại diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 ngày 13 tháng 9, thượng tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Trung Quốc Đồng Quân khẳng định, đối thoại là giải pháp duy nhất cho các cuộc xung đột như tại Gaza và Ukraine hiện nay. Phát biểu tại lễ khai mạc người đứng đầu bộ quốc phòng trung quốc khẳng định để giải quyết các điểm nóng như cuộc khủng hoảng tại ukraine và xung đột giữa israel palestine thúc đẩy hòa bình và đối thoại là giải pháp duy nhất ông khẳng định không có bên thắng cuộc trong bất kỳ cuộc xung đột nào và việc đối đầu sẽ không mang đến kết cục ông nhấn mạnh càng xung đột càng không nên từ bỏ đối thoại và tham vấn theo ông hòa giải sẽ giúp chấm dứt mọi xung đột theo bộ trưởng bộ quốc phòng trung quốc các nước lớn phải đi đầu trong việc bảo vệ an ninh toàn cầu từ bỏ tư duy bên được tất cả bên mất tất cả và kiềm chế không bắt nạt những nước nhỏ và yếu. Ông Đồng nhấn mạnh, trong một thế giới đa cực, không ai có thể đủ khả năng trở thành người ngoài cuộc hoặc người đứng ngoài cuộc. Các quốc gia, bất kể lớn hay nhỏ, phát triển hay đang phát triển, đều phải có quyền bình đẳng trong việc tham gia vào các vấn đề quốc tế và lên tiếng về nhu cầu của mình, đồng thời bảo vệ các quyền và lợi ích hợp pháp của mình. Quan chức Trung Quốc cho biết, Bắc Kinh sẽ thúc đẩy quan hệ quân sự với các nước trong khu vực, đồng thời làm sâu sắc và mở rộng quan hệ quân sự với các nước đang phát triển trên mọi phương diện. Ông cho biết, để giải quyết căng thẳng trong khu vực, các nước trong khu vực nên tìm kiếm sức mạnh thông qua sự thống nhất và tự lực cánh sinh vì hòa bình của chính mình. Ông đồng tuyên bố, chúng ta nên gạt bỏ sự kiêu ngạo và định kiến, không bao giờ can thiệp vào công việc nội bộ của các quốc gia khác, không bao giờ vi phạm quyền và lợi ích của các quốc gia khác. Diễn đàn Hương Sơn Bắc Kinh lần thứ 11 với chủ đề chính: Cùng xây dựng hòa bình, cùng chia sẻ tương lai, có sự tham dự của đông đảo lãnh đạo bộ quốc phòng, quân đội, chuyên gia, học giả đến từ nhiều quốc gia và các tổ chức quốc tế. Diễn đàn lần này gồm 4 phiên toàn thể: Hợp tác an ninh và sự phồn vinh, ổn định của khu vực châu Á Thái Bình Dương, đa cực hóa và trật tự quốc tế đang biến đổi, Nam bán cầu và sự phát triển hòa bình của thế giới, các cơ chế quốc tế và quản trị an ninh toàn cầu và 8 phiên đặc biệt đồng thời. Chuyển sang những vấn đề nóng đang diễn ra trên thế giới, chúng tôi xin được tiếp tục gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất sau đây. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã dẫn đến sự gia tăng nhu cầu đơn đặt hàng và việc sản xuất vũ khí của phương tây, trong đó có cả những thiết bị có tuổi đời hàng chục năm và thậm chí đã bị ngừng sản xuất. Tuy nhiên, xung đột đã làm dấy lên mối lo ngại trên khắp phương tây rằng quân đội của họ không có đủ đạn dược và trang thiết bị nếu bị một cường quốc như nga tấn công. Chưa kể nhiều loại vũ khí đặc biệt quan trọng đang bị thiếu hụt một cách đáng lo ngại. Phương tây cố gắng đẩy nhanh quá trình sản xuất, nhưng các chuyên gia cho rằng sản lượng vũ khí vẫn chưa đủ để cung cấp cho họ. Chưa chưa nói đến ukraine. Jan thành viên cấp cao tại Trung tâm Phân tích Chính sách Châu Âu cho biết, doanh số bán vũ khí tăng vọt. Đây là điều mà tôi chưa từng chứng kiến kể từ khi chiến tranh lạnh chấm dứt. Trong khi đó, xuất phát từ một câu lạc bộ nơi Nga, Brazil, Ấn Độ và Trung Quốc tương tác, sau đó Nam Phi gia nhập, khiến BRICS hình thành. Ban đầu, tổ chức BRICS không phải là một thế lực có khả năng gây ảnh hưởng toàn cầu. Nhưng bây giờ, khi Ai Cập, Ả Rập Xê Út, Ethiopia, Iran và các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã tham gia, khối lập tức trở thành một lực hấp dẫn mạnh mẽ. Tờ báo lưu ý rằng tổ chức hiện tại có định dạng BRICS cộng sẽ sớm bao gồm Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO, một số nước OPEC và nhiều cường quốc trong khu vực. Câu lạc bộ đã trở nên một tổ chức quốc tế đáng gờm, nhanh chóng mở rộng và củng cố ảnh hưởng. Hiện tại, BRICS có cơ hội tạo ra một tập đoàn kim loại chiến lược cho lĩnh vực sản xuất vũ khí, bởi vì Nga, Brazil, Trung Quốc và Nam Phi là những nước chủ chốt trong lĩnh vực khai thác kim loại trên thế giới. Nếu Cộng hòa Congo tham gia câu lạc bộ, trữ lượng coban khổng lồ của nước này sẽ được bổ sung vào tổng tài nguyên. Còn trường hợp Chile tham gia, đồng và lithium sẽ trở thành một phần tài nguyên của BRICS. Khi đó, câu lạc bộ sẽ có vẻ như nắm thế độc quyền về nguyên liệu thô cho các tấm pin mặt trời, tua pin gió, xe điện và hệ thống vũ khí. Rõ ràng phương Tây đối diện viễn cảnh mất khả năng sản xuất tất cả những thứ này. Một tổ chức nắm thế chi phối về kim loại hiếm, không chỉ định giá cho cuộc cách mạng năng lượng mà còn đặt ra triển vọng hiện đại hóa vũ khí. Ấn phẩm này đi đến kết luận rằng những nỗ lực của phương Tây nhằm phá hủy mối quan hệ giữa các đối thủ của họ đang gây phản tác dụng việc buôn bán vàng đang phát triển và hàng loạt trung gian đã xuất hiện, thu lợi từ những lệnh trừng phạt. Đồng thời, việc mở rộng hơn nữa tổ chức BRICS có thể dẫn đến việc thành lập một khối kinh tế riêng biệt, trong đó ảnh hưởng của phương Tây sẽ ở mức tối thiểu các phương tiện truyền thông tóm tắt. Mới đây, các nhà ngoại giao Liên minh châu Âu, EU cho biết, Ủy ban châu Âu đã trình bày với đại sứ các nước EU ba phương án mới để kéo dài thời hạn áp đặt lệnh trừng phạt đối với tài sản bị phong tỏa của Ngân hàng Trung ương Nga. Động thái rất quan trọng để đảm bảo khoản vay G7 trị giá 50 tỷ đô la Mỹ cho Ukraine. Các phương án bao gồm việc phong tỏa tài sản trong 5 năm, ra soát lại sau mỗi 12 tháng và phải có đa số các quốc gia EU chấp nhận thì mới đủ điều kiện để giải phóng số tài sản này. Phương án thứ hai là gia hạn lệnh phong tỏa tài sản sau mỗi 36 tháng và việc dỡ bỏ phong tỏa phải được quyết định bằng cách bỏ phiếu và tất cả các thành viên đều nhất trí thông qua. Phương án thứ ba sẽ là kéo dài thời hạn đối với tất cả các lệnh trừng phạt liên quan đến Nga lên 36 tháng. Hiện tại, các lệnh trừng phạt của EU nhằm vào Nga sẽ được gia hạn sau mỗi 6 tháng. Mỹ và các đồng minh đã đóng băng khoảng 300 tỷ đô la Mỹ tài sản của Ngân hàng Trung ương Nga như một phần của các lệnh trừng phạt khi Moscow mở kế hoạch quân sự ở Ukraine. Dự kiến, EU sẽ sử dụng 90% lợi nhuận thu được từ tài sản này để hỗ trợ quân sự cho Kiev. Phần còn lại chuyển vào ngân sách EU và được sử dụng cho mục đích tái thiết Ukraine. Trước đó vào tháng 6, Tổng thống Mỹ Joe Biden cũng đã xác nhận ông đã đạt được thỏa thuận với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về việc sử dụng lợi nhuận từ tài sản bị phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraine. Tổng số tài sản khoảng 260 tỷ euro, tương đương với 280,9 tỷ đô la Mỹ của Ngân hàng Trung ương Nga đang bị phong tỏa trên toàn thế giới, phần lớn là ở EU. Những khoản tiền này tạo ra lợi nhuận từ 2,5 tỷ đến 3,5 tỷ euro mỗi năm. Ý tưởng được Mỹ ủng hộ là sử dụng khoản lợi nhuận nêu trên làm nguồn doanh thu ổn định để trả cho khoản vay lớn trị giá 50 tỷ đô la Mỹ có thể huy động được trên thị trường. Về phía mình, Nga tuyên bố bất kỳ sự chuyển hướng lợi nhuận nào từ các tài sản bị phong tỏa của Nga đều là hành vi chiếm đoạt tài sản, vi phạm mọi quy tắc và chuẩn mực của hệ thống kinh tế và tài chính quốc tế. Báo chí Nga dẫn lời Bộ trưởng Bộ Tài chính nước này, Anton Siluanov tuyên bố Moscow sẽ đáp trả nếu các nước phương Tây sử dụng bất hợp pháp các tài sản của Nga. Thời điểm đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin cũng đã ký xác lệnh cho phép Nga lấy tài sản của Mỹ, bao gồm cả chứng khoán, để bồi thường cho các tài sản của Moscow bị Washington phong tỏa và tịch thu. Trợ lý Thủ tướng Hungary cho biết, nước này sẵn sàng kiện Ủy ban châu Âu để đòi hoàn trả chi phí bảo vệ biên giới của Liên minh châu Âu, EU. Budapest cho biết, nước này tốn khoảng 2 tỷ euro, tương đương 2,20 tỷ đô la Mỹ để thực hiện nhiệm vụ này tránh văn phòng của Thủ tướng Hungary, Jezeli Gulias cho biết, Hungary đã chi 2 tỷ euro để bảo vệ biên giới khối Schengen trong những năm qua mà không nhận được bất kỳ đóng góp có ý nghĩa nào từ EU. Đầu tuần này, Bộ trưởng Di trú Bỉ, Nikon chỉ trích việc Hungary dọa sẽ đưa một đoàn xe buýt chở người di cư đến Bruxelles để trả đũa các chính sách của EU nhằm ép Bruxelles phải giảm mức tiền phạt đối với quốc gia này vì vi phạm chính sách di trú. Cuối tuần trước, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hungary, Benz Redvari đã tổ chức một cuộc họp báo và giới thiệu một dãy xe buýt được cho là sẽ sử dụng trong hoạt động này. Việc vận chuyển được cung cấp tự nguyện và miễn phí. Ông Benz Redvari nói, nếu Bruxelles muốn nhận những người di cư bất hợp pháp thì có thể tiếp nhận họ. Theo lập trường của EU, nếu những người di cư bất hợp pháp có thể di chuyển tự do trên lãnh thổ Hungary thì họ cũng có thể di chuyển tự do trên lãnh thổ EU. Vì vậy, không có trở ngại nào ngăn cản họ đi trên những chiếc xe này đến Bruxelles. Đối với chúng tôi, bảo vệ biên giới là ưu tiên hàng đầu. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Hungary cho rằng EU đã khiến Hungary phải chấp nhận một lượng người tị nạn không cân xứng. Chính phủ chống nhập cư của Hungary đã có lập trường cứng rắn đối với những người di cư vào nước này kể từ lúc hơn một triệu người đến châu Âu vào năm 2015. Phần lớn trong số họ chạy khỏi cuộc xung đột ở Syria. Budapest đã xây dựng hàng rào được bảo vệ bằng dây thép gai ở biên giới phía nam với Serbia và Croatia, Thủ tướng Hungary Viktor Orbán, một người luôn bất đồng quan điểm với EU, đã tuyên bố Hungary sẽ không thay đổi chính sách di cư và tị nạn bất kể phán quyết nào từ tòa án công lý châu Âu. Quan điểm công khai của ông Orbán về vấn đề này là EU đã không bảo vệ được chủ quyền của hệ thống tự do đi lại Schengen do không bảo vệ được biên giới bên ngoài. Khối Schengen gồm 29 quốc gia, hầu hết là thành viên EU trong đó mọi người có thể di chuyển giữa các quốc gia mà không phải kiểm tra giấy tờ. Tuy nhiên, Áo, Pháp, Đức và Slovenia gần đây khôi phục các biện pháp kiểm tra do lo ngại về an ninh và tình trạng nhập cư trái phép gia tăng. Mối quan hệ giữa Hungary và EU từ lâu đã chắc trở, nhưng tình hình trở nên tồi tệ hơn từ khi Budapest đảm nhận vị trí chủ tịch luân phiên của Hội đồng EU vào tháng 7. Mâu thuẫn gần đây nhất là việc các ngoại trưởng EU tẩy chay một hội nghị do Hungary tổ chức ở thủ đô Budapest, thay vào đó tổ chức một hội nghị riêng ở Bruxelles. Vừa qua, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Đức Boris Pistorius cho biết, nước này dự định chi hơn 75 tỷ euro, tức khoảng 82,5 tỷ đô la Mỹ cho quốc phòng vào năm 2025. Phát biểu tại Quốc hội, Bộ trưởng Pistorius nhấn mạnh, Berlin sẽ phân bổ 53,25 tỷ euro cho năm sau, tăng 1,3 tỷ euro dù ít hơn so với yêu cầu của ông. Ngoài ra, nước này còn sử dụng một quỹ đặc biệt trị giá 22 tỷ euro vào năm 2025. Do đó, Đức sẽ chi hơn 75 tỷ euro cho an ninh và quốc phòng. Trong năm nay, lần đầu tiên sau hơn 3 thập kỷ, Đức sẽ chi 2% GDP cho quốc phòng theo yêu cầu của tổ chức hiệp ước Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông cũng lưu ý rằng trong tương lai, Berlin sẽ phải tăng chi tiêu quốc phòng mạnh hơn. Bộ trưởng Pistorius trước đó cho hay Đến năm 2028, ngân sách quốc phòng của Đức dự kiến sẽ tăng lên khoảng 80 tỷ euro, tương đương với 86,7 tỷ đô la Mỹ, mức cao nhất trong lịch sử nước này. Ông Quirnstorius nhấn mạnh, với tư cách là nền kinh tế lớn nhất châu Âu, đồng minh lớn nhất của NATO ở châu Âu, Đức có trách nhiệm đặc biệt và vẫn đang thực hiện trách nhiệm của nước này. Do đó, các quan chức quân sự hàng đầu của Đức đã cảnh báo rằng cần có thêm kinh phí ngay lập tức để quân đội Đức có thể sẵn sàng chiến đấu trong vòng 5 năm tới để ứng phó với những mối đe dọa an ninh phức tạp hiện nay tại châu Âu. Trong cuộc gặp gỡ tổng thống Mỹ Joe Biden hồi tháng 6 tại Nhà Trắng, tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg cho biết 23 quốc gia thành viên sẽ đáp ứng mục tiêu của liên minh quân sự này về việc phân bổ ít nhất 2% GDP cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2024. Theo ông Stoltenberg, con số trên tăng mạnh so với mức dưới 10 quốc gia ở thời điểm cách đây 5 năm. Tính cả châu Âu và Canada, các đồng minh trong NATO sẽ tăng chi tiêu quốc phòng thêm 18% trong năm nay. Đó là mức tăng lớn nhất trong nhiều thập niên qua. Tổng thống Mỹ Joe Biden nhấn mạnh, NATO đang đối mặt với một trong những thời điểm phức tạp nhất đối với châu Âu kể từ sau chiến tranh thế giới lần thứ hai, và NATO sẽ bảo vệ lãnh thổ và tiếp tục tăng cường sức mạnh cho sườn phía đông của khối quân sự này. Trong năm qua, quan chức một số nước thành viên NATO đã bày tỏ lo ngại cựu Tổng thống Donald Trump, ứng cử viên của Đảng Cộng Hòa, có thể trở lại Nhà Trắng sau cuộc bầu cử năm nay và điều chỉnh cam kết an ninh với đồng minh. Ông Trump đã nhiều lần chỉ trích các đồng minh châu Âu, yêu cầu họ san sẻ gánh nặng tài chính với Mỹ trong NATO và tăng cường năng lực quốc phòng. Trong nhiệm kỳ từ năm 2017 đến năm 2021, ông từng cho rằng các đồng minh NATO phải trả tiền cho Mỹ nếu muốn tiếp tục được bảo vệ. Trong các thông điệp vận động tranh cử, ông Trump còn cảnh báo bỏ mặc những thành viên nào trong NATO không đạt cam kết dành tối thiểu 2% GDP cho ngân sách quốc phòng. Hải quân Mỹ và Italia đã tiến hành cuộc tập trận chung lần thứ 3 trong năm nay ở Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, kéo dài từ mùng 8 đến 11 tháng 9. Thông tin trên hạm đội 7 của Hải quân Mỹ công bố ngày 12 tháng 9, cuộc tập trận có sự tham gia của tàu khu trục mang tên lửa dẫn đường USS Russell của Mỹ, tàu sân bay ITS Carver, kinh hạm ITS Alpino và tàu chiến đa năng ITS Raimondo Montecucoli của Hải quân Italia. Theo tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng SCMP, một máy bay P-8A Poseidon của Australia cũng tham gia cuộc tập trận. Trong cuộc tập trận, các tàu và máy bay đã thực hành tác chiến chống tàu ngầm, chiến thuật chung, tác chiến mặt nước và các kịch bản chỉ huy và kiểm soát. Phó Đô Đốc Fred Kitcher, tư lệnh hạm đội 7, nhấn mạnh, các cuộc tập trận đa phương là minh chứng cụ thể cho những tiến bộ mà chúng tôi đang đạt được cùng với các đồng minh và đối tác trong khu vực. Theo ông Kacher, cuộc tập trận là cơ hội để rèn rũa kỹ năng tại một trong những khu vực hàng hải phức tạp nhất thế giới. Người phát ngôn hạm đội 7 Trung tá Jamie Moroni nhận định cuộc tập trận tuần này nhằm mục đích cải thiện sự hợp tác và khả năng sẵn sàng giữa ba nước, đồng thời chấn an các đồng minh và đối tác trong khu vực về cam kết liên tục của Mỹ đối với một Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Cách đây ít hôm, theo hãng tin Yonhap, các quan chức quốc phòng cấp cao của Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tái khẳng định cam kết hợp tác an ninh giữa các nước, đồng thời nhất trí tổ chức thêm cuộc tập trận ba bên với nhiều khoa mục trong thời gian tới. Thỏa thuận này được đưa ra tại cuộc đàm phán quốc phòng ba bên DTT lần thứ 15 được tổ chức tại Seoul với sự tham dự của Thứ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc phụ trách chính sách Cho chang Re, quyền Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ phụ trách chính sách Kara Abe Krombi và Cục trưởng Cục chính sách Quốc phòng Bộ Quốc phòng Nhật Bản Taro Yamato. Theo tuyên bố chung, ba nước tái khẳng định cam kết lâu dài trong việc tăng cường hợp tác ba bên nhằm đóng góp cho hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên, ở khu vực Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cũng như trên thế giới. Các quan chức cũng nhất trí trong thời gian tới sẽ tiến hành tới giai đoạn 2 của cuộc tập trận Freedom Edge được Tổng thống Mỹ Joe Biden, Tổng thống Hàn Quốc Jun Suk Jiang và Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida nhất trí tại hội nghị thượng đỉnh hồi tháng 8 năm ngoái ở trại David, Mỹ. Hàn Quốc, Mỹ và Nhật Bản tiến hành cuộc tập trận ba bên lần đầu tiên vào cuối tháng 6 vừa qua, huy động nhiều tàu chiến và máy bay từ ba nước, bao gồm tàu sân bay USS Theodore Roosevelt của Hải quân Mỹ, tàu khu trục ROPS Seoryu Siêng Riêng của Hàn Quốc và tàu khu trục trực thăng JSIC của Nhật Bản. Mới đây, Bộ Quốc phòng Nhật Bản thông báo hai máy bay tuần tra Tu-142 của Nga đã bay từ vùng biển giữa Nhật Bản và Hàn Quốc về phía khu vực Okinawa, miền nam Nhật Bản. Sau đó, các máy bay bay lên phía bắc qua Thái Bình Dương để kết thúc hành trình ngoài khơi đảo Hokkaido, miền bắc Nhật Bản. Một quan chức Bộ Quốc phòng Nhật Bản nói với AFP rằng các máy bay cũng bay qua một khu vực đang có tranh chấp lãnh thổ giữa Nhật Bản và Nga. Lần gần nhất máy bay quân sự của Nga bay vòng quanh Nhật Bản là vào năm 2019. Theo tuyên bố của Bộ Quốc phòng Nhật Bản, để đáp trả, Nhật Bản đã huy động máy bay chiến đấu của lực lượng phòng vệ trên không trên cơ sở khẩn cấp. Ở một diễn biến khác, cách đây ít hôm, hải quân Nga và Trung Quốc đã tiến hành tập trận bắn đạn thật chống các mục tiêu trên biển và trên không tại biển Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc diễn tập chiến lược Ocean 2024. Đội tàu chiến hỗn hợp của Nga bao gồm các tàu hộ tống Gromki, Shoverseni, Anh hùng Nga, Anda, The và các tàu hỗ trợ của hạm đội Thái Bình Dương. Phía Trung Quốc điều động các tàu khu trục Tây Ninh và Vô Tích, Khinh hạm Lâm Nghi và tàu tiếp tế Thái Hồ tham gia. Hoạt động này là một phần của cuộc tập trận hải quân mà Tổng thống Nga Vladimir Putin mô tả là cuộc tập trận lớn nhất trong 3 thập niên qua. Theo TASS, hơn 400 tàu chiến, tàu ngầm và tàu hỗ trợ, hơn 120 máy bay và trực thăng, sắp xỉ 7.000 món vũ khí và hơn 90.000 binh sĩ tham gia cuộc tập trận này. Ngoài ra, hai bên còn tập luyện tác chiến với xuồng không người lái tốc độ cao, thiết bị bay không người lái và tiến hành bắn ban đêm vào các mục tiêu trên biển. Quay trở lại với tình hình căng thẳng ở Trung Đông và những diễn biến nóng liên quan đến các cuộc xung đột trong khu vực, chúng tôi xin gửi đến quý vị những cập nhật mới nhất tiếp theo ngay sau đây. Liên Hợp Quốc vừa lên tiếng cảnh báo về những thách thức trong nỗ lực tái thiết nền kinh tế trên giải Gaza hậu xung đột. Báo cáo của Liên Hợp Quốc ghi nhận lên tới 80% doanh nghiệp ở Gaza đã bị hư hại hoặc bị phá hủy kể từ khi Israel phát động chiến dịch quân sự trên giải đất ven biển địa trung hải này. Báo cáo của Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển UNCTAD nhấn mạnh đến quy mô tàn phá kinh tế kinh hoàng cùng sự suy giảm chưa từng có trong hoạt động kinh tế, vượt xa tác động của tất cả các cuộc đối đầu quân sự trước đây vào năm 2008, 2012, 2014 và 2021. Áp lực lạm phát kết hợp với tỷ lệ thất nghiệp tăng cao và thu nhập giảm mạnh đã khiến các hộ gia đình người Palestine trở nên nghèo đói nghiêm trọng. Quy mô của nền kinh tế sụt giảm mạnh xuống mức chỉ còn chưa đầy 1 phần 6 quy mô của nền kinh tế trước khi xảy ra cuộc xung đột. Báo cáo cũng mô tả sự suy thoái kinh tế nhanh chóng và đáng báo động ở khu bờ Tây bị chiếm đóng, nơi chứng kiến tình trạng bạo lực gia tăng kể từ khi xung đột xảy ra. Ông Pedro Manuel Monero, Phó Tổng Thư ký Hội nghị Liên Hợp Quốc về Thương mại và Phát triển, UNCTAD, Tác giả của báo cáo nêu rõ nền kinh tế Palestine đang lao dốc không phanh. GDP của Gaza đã giảm tới 81% đáng báo động chỉ riêng trong quý cuối cùng của năm 2023. Điều này đã dẫn đến sự sụt giảm 22% GDP trong cả năm. Tại Gaza, 2/3 số việc làm trước chiến sự, tương đương khoảng 200.000 việc làm đã bị mất vào tháng 1 năm 2024. Tại bờ Tây, tỷ lệ thất nghiệp đã tăng từ 12,9% trước cuộc xung đột lên mức đáng kinh ngạc là 32% báo cáo kêu gọi cộng đồng quốc tế ngăn chặn tình trạng suy thoái kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo và đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài. Ngoài ra, GDP bình quân đầu người giảm 4,5%, cho thấy mức sống và thu nhập hộ gia đình giảm đáng kể. Tình hình thị trường lao động ở bờ Tây cũng xấu đi đáng kể, với 96% doanh nghiệp báo cáo hoạt động giảm và 42,1% cắt giảm lực lượng lao động. Những mất mát về vấn đề việc làm đã dẫn đến ước tính mất thu nhập lao động hàng ngày ở mức 25,5 triệu đô la Mỹ làm sói mòn nghiêm trọng khả năng phục hồi kinh tế của các hộ gia đình Palestine. Ngoài tình trạng suy thoái kinh tế do xung đột gây ra, hoạt động viện trợ quốc tế bị cắt giảm và việc Israel kiểm soát tiền thuế thu hộ Palestine cũng làm gia tăng khó khăn cho các hoạt động kinh tế. Nỗ lực ổn định tài chính của chính quyền Palestine đang chịu áp lực rất lớn, đe dọa tới khả năng hoạt động hiệu quả cũng như cung ứng các dịch vụ thiết yếu. Đưa ra phân tích toàn diện về những thách thức kinh tế nghiêm trọng đang nổi lên, báo cáo một lần nữa kêu gọi sự can thiệp ngay lập tức của cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn sự sụt giảm kinh tế, giải quyết cuộc khủng hoảng nhân đạo cũng như đặt nền tảng cho hòa bình và phát triển lâu dài. Điều này bao gồm việc xem xét một kế hoạch phục hồi toàn diện cho vùng lãnh thổ Palestine bị chiếm đóng, tăng viện trợ và hỗ trợ quốc tế cũng như dỡ bỏ lệnh phong tỏa giải Gaza. Ngoại trưởng Ai Cập Bad Abdelati và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã điện đàm để thảo luận về những diễn biến mới nhất tại giải Gaza và tình hình căng thẳng ở bờ Tây. Tại Cairo, dẫn thông báo của Bộ Ngoại giao Ai Cập cho biết, trong cuộc điện đàm, Ngoại trưởng Abdelati và Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhanh chóng đạt được thỏa thuận ngừng bắn, cung cấp viện trợ nhân đạo cho giải Gaza, đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các nhiệm vụ của cơ quan cứu trợ và việc làm của Liên Hợp Quốc dành cho người tị nạn Palestine, UNWA. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập nêu bật sự cần thiết phải chấm dứt chiến dịch quân sự của Israel ở giải Gaza và nhanh chóng cung cấp viện trợ nhân đạo cho người dân Palestine. Ông khẳng định hòa bình, an ninh và ổn định sẽ không thể tồn tại được trong khu vực nếu không thành lập được nhà nước Palestine độc lập theo đường biên giới năm 1967 với Đông Jerusalem là thủ đô. Về phần mình, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Guterres đánh giá cao vai trò trung gian của Ai Cập, Qatar và Mỹ trong tiến trình đàm phán về thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin, tù nhân, đồng thời bày tỏ hy vọng thỏa thuận này sẽ đạt được trong thời gian sớm nhất có thể. Cũng trong cuộc hội đàm với người đồng cấp Tây Ban Nha, Jose Manuel Amares, bên lề hội nghị về vấn đề Palestine vào việc thực thi giải pháp hai nhà nước tại thủ đô Madrid, ngoại trưởng Abdelati đã nhắc lại lập trường của Ai Cập kiên quyết phản đối bất kỳ sự hiện diện quân sự nào của Israel tại hành lang Philadelphia và cửa khẩu biên giới Rafah bên phía Palestine. Trong cuộc hội đàm, ông Abdelati đã chỉ trích việc cắt giảm tỷ lệ viện trợ nhân đạo vào giải Gaza, đặc biệt là khi Israel sử dụng nạn đói làm vũ khí để chống lại người Palestine và từ chối mở các cửa khẩu. Ngoại trưởng Ai Cập cũng cho rằng sự hiện diện quân sự của Israel tại các khu vực này phục vụ cho mục đích chính trị, tức là ngăn chặn chính quyền hợp pháp của Palestine, giành lại quyền kiểm soát ở Gaza và phá vỡ các nỗ lực hòa giải do Ai Cập, Qatar và Mỹ tiến hành để đạt được lệnh ngừng bắn và thỏa thuận trao đổi tù nhân. Ông Abdelati đã kêu gọi cộng đồng quốc tế can thiệp để chấm dứt tình trạng thù địch, đảm bảo tuân thủ luật pháp quốc tế và đảm bảo hoạt động chuyển hàng viện trợ nhanh chóng và không bị cản trở vào Gaza. Người đứng đầu ngành ngoại giao Ai Cập cũng ca ngợi việc Tây Ban Nha, Na Uy, Ireland và Slovenia gần đây công nhận nhà nước Palestine đánh giá bước đi này là đóng góp đầy ý nghĩa cho sứ mệnh bảo vệ các quyền hợp pháp của người dân palestine ai cập hy vọng nhiều quốc gia khác sẽ nói theo bởi vì lập trường công nhận nhà nước palestine đóng vai trò rất quan trọng để đạt được mục tiêu hòa bình ở trung đông ngoại trưởng abdelati tuyên bố việc công nhận nhà nước palestine và trao cho palestine tư cách thành viên đầy đủ tại liên hợp quốc là những biện pháp thiết yếu vừa đáp ứng được quyền của người palestine vừa là nghĩa vụ của cộng đồng quốc tế Quân đội Israel đã tiến hành một chiến dịch không kích quy mô lớn ở khu vực Masyaf của Syria. Chiến dịch của Israel thực hiện nhằm phá hủy một nhà máy dưới lòng đất để sản xuất tên lửa dẫn đường chính xác. Nhà máy này nằm trong khuôn viên một trung tâm nghiên cứu từ lâu đã bị nghi ngờ có liên quan đến việc phát triển vũ khí cho chính quyền Syria và lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran IRGC. Truyền thông thổ Nhĩ Kỳ cung cấp thông tin về vấn đề này. Trong chiến dịch đặc biệt, lực lượng đặc nhiệm Israel đã phá hủy hoàn toàn cơ sở này và bắt giữ từ 2 đến 4 sĩ quan gốc Iran. Ngoài tù binh chiến tranh, các tài liệu và thiết bị quan trọng cũng bị thu giữ. Điều này có thể làm sáng tỏ quy mô và mục đích của cơ sở nằm dưới lòng đất. Các sĩ quan bị bắt được cho là có liên quan đến việc phát triển và thử nghiệm vũ khí, khiến chiến dịch trên giáng một đòn mạnh vào cơ sở hạ tầng quân sự của Iran ở Syria. Các quan chức Israel và Mỹ nói rằng cơ sở trên từng nhiều lần bị tấn công, song các đòn không kích không thể chạm tới khu vực kiên cố của trung tâm Tình báo Israel đã phát hiện tiến trình xây dựng cơ sở Và theo dõi trong 5 năm Nhận định khó lòng phá hủy nơi này bằng đòn không kích thông thường Quân đội Israel ít nhất 2 lần cân nhắc Thực hiện chiến dịch trên bộ Xong không thông qua vì rủi ro cao Các quan chức Mỹ và phương Tây giải thích Israel quyết định triển khai lực lượng trực tiếp đột kích Do tính phức tạp của chiến dịch Và nhằm thu thập thông tin từ cơ sở bí mật này trong cuộc tấn công mới nhất trực thăng israel đã trở toán biệt kích tới mục tiêu nhưng không tiếp đất mà chỉ bay treo lơ lửng trên không các binh sĩ israel đu dây xâm nhập vào xưởng chế tạo tên lửa thu nhiều tài liệu và thiết bị tại đây không có quân nhân israel nào bị thương trong cuộc tấn công ngoài ra địa điểm này chuyên chế tạo tên lửa đạn đạo máy bay không người lái uav và hỗ trợ hậu cần cho nhóm vũ trang hezbollah ở liban bên cạnh đó một nguồn tin cho biết tel aviv đã thông báo trước cho chính quyền tổng thống Joe Biden về chiến dịch này và nhà trắng không phản đối. Thông báo tối 12 tháng 9 của lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 11 tháng 9, máy bay không người lái Israel đã thực hiện hai cuộc không kích vào sâu trong lãnh thổ Syria. Cuộc tấn công thứ nhất nhằm vào tuyến đường cao tốc thuộc tỉnh Quneitra, phía nam thủ đô Damascus, loại khỏi vòng chiến đấu một thành viên phong trào Hezbollah cuộc không kích thứ hai nhằm vào làng Anrafid, cùng thuộc tỉnh Quneitra, loại bỏ một phần tử khủng bố được mô tả là đang chuẩn bị tiến hành hành động khủng bố chống Israel. Đây là một trong những lần hiếm hoi IDF xác nhận không kích vào lãnh thổ Syria, dù quốc gia Ả Rập và truyền thông khu vực cáo buộc không quân Israel đã thực hiện hàng trăm cuộc tấn công vào Syria trong những năm qua, trong đó hàng chục cuộc không kích được tiến hành trong năm 2024. Trước đó, Israel cũng bị cáo buộc đã thực hiện cuộc tấn công vào một số cơ sở quân sự ở tỉnh Hama, miền Trung Syria, khiến ít nhất 18 người thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương. Cũng tại mặt trận phía Bắc, không quân Israel tiếp tục duy trì tấn công cường độ cao vào Liban, phá hủy nhiều mục tiêu của phong trào Hezbollah. Theo IDF vừa qua, máy bay chiến đấu và máy bay không người lái Israel không kích một loạt tòa nhà được Hezbollah sử dụng ở các khu vực Itaron, Marimin và Chine cùng một bệ phóng tên lửa ở khu vực Zipkin đều thuộc miền nam Liban. Còn tại Gaza, quân đội Israel thông báo đã xóa sổ lữ đoàn Rafa của phong trào Hamas ở phía nam giải Gaza. Tướng Itzik Cohen, tư lệnh sư đoàn 162 của lực lượng phòng vệ Israel hôm qua tuyên bố, toàn bộ bốn tiểu đoàn trực thuộc lữ đoàn Rafa đã bị đánh bại, hơn 2.300 tay súng bị loại khỏi vòng chiến đấu. Bên cạnh đó, quân đội Israel cũng phá hủy 80% trong tổng số 203 hầm ngầm của Hamas tại khu vực hành lang Philadelphia nằm trên đường biên giới giữa Gaza và Ai Cập, nhiều nhà phân tích khu vực lo ngại quân đội Israel đang thực sự điều chuyển trọng tâm tác chiến từ chiến trường Gaza lên mặt trận phía bắc. Trong đó không loại trừ kịch bản Israel sẽ mở chiến dịch tấn công bộ binh quy mô lớn vào miền nam Liban để trấn áp và đẩy lùi các tay súng Hezbollah ra xa đường biên giới trong thời gian tới, đúng như giới chức nước này đã nhiều lần tuyên bố. Theo AP, dẫn thông tin từ các quan chức bệnh viện, các cuộc không kích của Israel trên khắp Gaza vừa qua đã trúng một trường học của Liên Hợp Quốc, nơi trú ẩn của các gia đình Palestine phải di rời, cùng với hai ngôi nhà, khiến ít nhất 34 người thiệt mạng. Một quan chức của Liên Hợp Quốc cho biết, 6 nhân viên của tổ chức này nằm trong số những người bị thiệt mạng. Tại bờ Tây bị chiếm đóng, quân đội Israel đã tiến hành các cuộc đột kích và không kích vào một số thị trấn. Một cuộc không kích khiến 5 người thiệt mạng và quân đội Israel nói rằng đây là những binh sĩ Hamas. Bộ Y tế Palestine cho biết, cuộc tấn công thứ hai nhằm vào một chiếc ô tô khiến ít nhất 3 người thiệt mạng. Trong khi đó, một kẻ tấn công đã đâm xe tải chở nhiên liệu vào một trạm xe buýt ở bờ Tây, gần khu định cư givat Asaf của Israel khiến một binh sĩ Israel thiệt mạng. Kẻ tấn công đã bị khống chế. Cuộc tấn công vào trường dự bị nam sinh Anjouni của Liên Hợp Quốc tại trại tị nạn nuseirat khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và một số người khác bị thương các quan chức từ bệnh viện Alda và Anquasa Al Martins thông tin. Theo quân đội Israel, cuộc tấn công nhắm vào các thành viên Hamas đang lên kế hoạch tấn công từ bên trong trường học. Cơ quan cứu trợ người Palestine của Liên Hợp Quốc, UNRWA cho hay, ngôi trường này đã bị tấn công 5 lần kể từ đầu xung đột, dù là nơi trú ẩn của 12.000 người tị nạn. Không có ai an toàn ở giải Gaza. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã lên án vụ tấn công và xác nhận 6 nhân viên UNRWA đã thiệt mạng. Ông nhấn mạnh, những gì đang xảy ra ở Gaza là hoàn toàn không thể chấp nhận, cần dừng ngay các hành động vi phạm luật pháp quốc tế như vậy. Lực lượng phòng vệ Israel, IDF, sau đó thừa nhận họ thực hiện các cuộc tấn công của Nusirat, nhưng đã áp dụng một loạt biện pháp để giảm khả năng thương vong cho dân thường, bao gồm việc sử dụng vũ khí chính xác, sử dụng ảnh chụp từ trên không và thông tin tình báo bổ sung. Theo Al Jazeera, trường Jauni do UNWA vận hành, quân đội Israel từng nhiều lần tập kích các trường học của UNWA ở giải Gaza và cáo buộc đây là nơi trú ẩn của lực lượng Hamas, trong khi nhóm vũ trang Palestine bác bỏ thông tin. Phía Hamas cũng phủ nhận thông tin rằng thành viên của phong trào này có mặt tại khu vực xảy ra oanh kích. Trong khi đó, các nước gồm Mỹ, Qatar và Ai Cập vẫn đang thúc đẩy vai trò trung gian hòa giải nhằm đạt được thỏa thuận ngừng bắn và trao đổi con tin giữa Hamas và Israel song tiến trình đàm phán bị đình trệ. Hamas khẳng định bất kỳ thỏa thuận nào cũng phải bao gồm việc các lực lượng Israel rút hoàn toàn khỏi Gaza. Phát biểu tại phiên khai mạc khóa họp thứ 57 của Hội đồng Nhân quyền Liên hợp Quốc ở Geneva vừa qua, cao ủy Nhân quyền Liên hợp quốc Volker Türk nhấn mạnh việc chấm dứt cuộc chiến ở Gaza và ngăn chặn xung đột lan rộng trong khu vực là ưu tiên tuyệt đối và cấp bách. Cao ủy Liên hợp quốc kêu gọi các quốc gia không chấp nhận tình trạng này và yêu cầu Israel tuân thủ các quy định của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cũng như Tòa án Công lý Quốc tế. Ông Türk nói các quốc gia không được và không thể chấp nhận sự coi thường trắng trợn đối với luật pháp quốc tế bao gồm các quyết định ràng buộc của Hội đồng Bảo an và các lệnh của Tòa án Công lý Quốc tế trong cả tình huống này hay bất kỳ tình huống nào khác. Chúng ta đều biết rằng cuộc xung đột sẽ lan rộng và ảnh hưởng đến các thế hệ tương lai nuôi dưỡng những chu kỳ hận thù lặp đi lặp lại nếu nguyên nhân gốc rễ của vấn đề vẫn chưa được giải quyết. Theo tuyên bố của người phát ngôn quân đội Ai Cập mới đây, Hải quân nước này và Mỹ đã bắt đầu cuộc tập trận kéo dài nhiều ngày mang tên Eagle Defender tại Biển Đỏ bộ quốc phòng ai cập cho biết hoạt động huấn luyện chung bắt đầu bằng các buổi lý thuyết và thực hành nhằm thống nhất các khái niệm tác chiến giữa hai lực lượng hải quân trong quá trình huấn luyện hai bên còn tổ chức triển lãm vũ khí và thiết bị ngoài ra cuộc tập trận bao gồm nhiều hoạt động khác nhau chẳng hạn như lập kế hoạch và quản lý các hoạt động hải quân chung nhằm giúp các lực lượng tham gia trao đổi kinh nghiệm và nâng cao kỹ năng năng lực chiến đấu cuộc tập trận này còn mang đến cơ hội để những người tham gia làm quen với các hệ thống vũ khí tiên tiến mới nhất. Bộ Quốc phòng Ai Cập nhấn mạnh, hoạt động này phù hợp với nỗ lực của Cairo nhằm tăng cường hợp tác quân sự và trao đổi kinh nghiệm với các quốc gia anh em để ứng phó với các mối đe dọa an ninh ngày càng lớn trên biển Đỏ. Cuộc tập trận Eagle Defender diễn ra trong bối cảnh khu vực biển Đỏ đã trở thành một điểm nóng về bất ổn, an ninh, uy hiếp nghiêm trọng tới tuyến vận tải quan trọng hàng đầu của thế giới sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tiến hành các cuộc tấn công nhằm vào các tàu liên quan tới Israel đi qua Biển Đỏ để thể hiện tình đoàn kết với người Palestine ở giải Gaza. Ở diễn biến khác, hồi tháng 7, Bộ trưởng Ngoại giao, Di cư và các vấn đề kiều dân Ai Cập, Bad Abdelati đã có cuộc điện đàm với Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken thảo luận về quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực. Thời điểm đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ai Cập Ahmed Abu Zeid cho biết trong cuộc điện đàm, hai nhà ngoại giao đã điểm lại quan hệ song phương và những diễn biến trong khu vực, đặc biệt là cuộc khủng hoảng Gaza. Bộ trưởng Abdelati cho biết Cairo mong muốn duy trì các kênh liên lạc và phối hợp với Washington thông qua các cơ chế song phương hiện có, đặc biệt là quan hệ đối thoại chiến lược ở cấp bộ trưởng bộ ngoại giao và ủy ban kinh tế chung. Về phần mình, ngoại trưởng Mỹ Blinken bày tỏ hy vọng hai nước sẽ hợp tác chặt chẽ với nhau để củng cố quan hệ đối tác song phương. Hai quan chức ngoại giao hàng đầu của Ai Cập và Mỹ cũng nhất trí cần duy trì sự phối hợp và tham vấn chung về các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm như tình hình tại Libya, an ninh biển đỏ, cuộc khủng hoảng tại Liban. Tại một cuộc họp báo vừa qua, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, bà Maria Zakharova cáo buộc Mỹ và các đồng minh phương Tây đang tiếp tục ủng hộ và thúc đẩy sự gia tăng xung đột ở Ukraine. Bà Zakharova nhấn mạnh rằng, các quyết định gần đây về việc cung cấp hỗ trợ quân sự mới từ Thụy Điển và Mỹ cho Ukraine là minh chứng rõ ràng cho thấy phương Tây đang muốn duy trì cuộc xung đột này. Bà Zakharova cho rằng những hành động của phương Tây, đặc biệt là các khoản hỗ trợ quân sự lớn, đang làm trầm trọng thêm tình hình ở Ukraine và đẩy xung đột vào giai đoạn căng thẳng hơn. Đáng chú ý, Thụy Điển vừa công bố gói hỗ trợ quân sự trị giá 440 triệu đô la Mỹ và Mỹ cũng thông báo phân bổ 250 triệu đô la Mỹ cho các nhu cầu của lực lượng vũ trang Ukraine. Đây chỉ là một phần nhỏ trong tổng số viện trợ quân sự mà các nước NATO cung cấp cho Ukraine, với sự tham gia tích cực từ các quốc gia như Đức, Đan Mạch và Hà Lan. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga lưu ý rằng, các nước như Mỹ và Thụy Điển không chỉ cung cấp vũ khí mà còn hỗ trợ tài chính và chiến lược, khiến tình hình chiến sự thêm phần phức tạp và kéo dài. Việc gia tăng viện trợ quân sự từ các nước NATO được cho là không giúp cải thiện tình hình, mà ngược lại còn làm gia tăng tổn thất cho cả hai bên tham chiến. Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, sự can thiệp của phương Tây đã vi phạm những quy tắc cơ bản của luật pháp quốc tế và không tôn trọng các khía cạnh pháp lý quan trọng của xung đột. Mặc dù Nga đã nhiều lần đề xuất đàm phán hòa bình và giải quyết xung đột dựa trên các thỏa thuận đã được thống nhất, nhưng các nỗ lực này luôn bị Kiev và các đồng minh phương Tây phớt lờ. Trước đó, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã nhiều lần nhấn mạnh rằng ông sẵn sàng đàm phán để chấm dứt xung đột, nhưng các cuộc đàm phán phải dựa trên các tài liệu đã được thống nhất tại Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tuy nhiên, ông Putin chỉ ra rằng Kyiv liên tục đưa ra các yêu cầu không thực tế và thiếu tính khả thi, dẫn đến việc các cuộc đàm phán không thể tiến triển. Ngoài ra, các cuộc tấn công gần đây tại các khu vực của Nga, bao gồm Kursk, đã khiến tình hình an ninh trở nên bất ổn hơn, làm cho Moscow càng thêm thận trọng trong việc tiếp tục các cuộc đàm phán. Nga cũng cho rằng ngoài mục đích quân sự các động thái của phương tây còn mang tính chính trị khi cố tình lợi dụng xung đột để kiềm chế ảnh hưởng của nga trên trường quốc tế theo điện kremlin phương tây không chỉ phớt lờ những đề xuất hòa bình của nga mà còn có những hành động nhằm làm suy yếu vị thế của moscow những hỗ trợ quân sự liên tục từ các nước nato cho ukraine được nhìn nhận như một cách để duy trì áp lực lên nga khiến tình hình ngày càng khó kiểm soát Thưa quý vị, nội dung vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh Toàn cảnh 24 giờ ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.